Theo những công nhân của công ty, khoảng 14 giờ 30 ngày 27 tháng 1, khi đang làm việc tại công ty KX, chuyên sản xuất đồ gỗ, nằm trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, họ ngửi thấy mùi khét. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngọn lửa đã bốc cao. Do công ty chứa toàn gỗ, nên ngọn lửa lan nhanh, mọi người chỉ kịp hô hoán cùng nhau chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do công ty nằm sâu trong hẻm nên các hướng tiếp cận dập lửa rất khó khăn. Đến 16 giờ, khoảng 2/3 diện tích công ty rộng khoảng gần 3.000 m2 đã bị lửa bao trùm thiêu rụi hoàn toàn. Do là ngày nghỉ nên chỉ có một số ít công nhân làm việc và đã kịp thoát ra ngoài. Thiệt hại tài sản ước tính hàng tỷ đồng.